Seo Ye-ji hiện vẫn đang là cái tên tâm điểm khắp các mặt báo vì scandal thao túng, điều khiển bạn trai cũ Kim Jung Hyun không cho anh đóng cảnh thân mật với Seo Hyun SNSD. Đã có hàng loạt bài đăng chi tiết hé lộ nữ diễn viên có cách huấn luyện bạn trai đặc biệt, khiến những người này yêu Seo Ye-ji điên đảo, trầm trắc nghe lời cô. Junho, DBSK cũng là một trong những người bạn trai tin đồn của Seo Ye-ji. Cặp đôi được cho là nảy sinh tình cảm khi đóng chung phim Diary of a Night Westman vào năm 2014. Vào ngày 14 tháng 4, phóng viên Lee Junho đã đăng tải một video dẫn lại một lời nhân viên trường quay cho biết Junho có nhiều hành động kỳ lạ khi quay phim, làm dấy lên nghi vấn trường nhóm DBSK cũng là một trong những người bạn trai bị Seo Ye-ji điều khiển. Nhân viên trường quay này cho biết, khi mới bắt đầu quay Diary of a Night Westman, không khí trên trường quay vẫn rất tươi sáng và sôi nổi. Junho rất thân thiện với tất cả nhân viên, bất kể là nhân viên nam hay nữ. Tuy nhiên, anh ấy đã dần ít nói với nhân viên hơn. Bình thường, anh ấy rất thân thiện, dễ chịu khi nhân viên chỉnh lại lớp trang điểm sau mỗi cảnh quay. Nhưng một ngày nọ, Junho bỗng tỏ ra không thoải mái, đứng đỏ mắt nhắm nghiêng, hất cao mặt, chắp tay sau lưng và nói, nhanh lên. Anh ấy cũng tiếp tục cằn nhằn, đừng chạm vào tôi. Anh ấy nói điều đó với cả các stylist thân cận chuyên làm công việc chỉnh trang phục Hanbok. Tiết lộ của nhân viên trường quay khiến netizen bất ngờ vì trước giờ Junho luôn được biết đến là người có thái độ hòa nhã với mọi người xung quanh. Không những vậy, Junho còn gặp khó khăn khi uống nước khiến mọi người lo anh bị rối loạn ăn uống. Lúc này, trưởng nhóm DBSK trông rất kiệt sức, tàn tạ, không thể tắm rửa. Nhân viên trường quay tiếp tục tiết lộ Junho không thể rời điện thoại, nhận các cuộc gọi và giống như đang được ai đó ra lệnh. Phóng viên Lee Junho tiếp tục dẫn lại lời nhân viên bóc phốt Seo Ye-ji. Bầu không khí phía bên Seo Ye-ji cũng không tốt. Người ta nói rằng Seo Ye-ji ghét phải nhìn thấy ekip nhân viên của mình tương tác với ekip nhân viên của diễn viên khác. Khi những nhân viên này nói chuyện với nhau trên trường quay, nữ diễn viên sẽ nhìn họ và trừng mắt. Ngay lập tức, nhân viên của Seo Ye-ji sẽ phải rời đi. Một người trong cuộc của đoàn làm phim The Night Westman cho hay, mặc dù chúng tôi bắt gặp hai người họ dõi theo nhau, nhưng chúng tôi không thể phát biểu rằng chúng tôi biết rõ mối quan hệ của họ. Bởi yếu tố duy trì bầu không khí của mạch phim luôn được đòi hỏi, nên dường như họ cố gắng đảm bảo rằng mình không gây ảnh hưởng tới đoàn làm phim. Mặc dù vậy, tôi không nghĩ rằng ai đó có thể che giấu được chuyện tình yêu. Bạn có thể nhìn thấy đôi mắt họ dành cho nhau thực sự khác lạ. Vào năm 2014, Junho và Seo Ye-ji đã trở thành chủ đề nóng vì tin đồn hẹn hò. Tuy nhiên, hai diễn viên khẳng định họ chỉ là bạn bè. Theo Lee Junho, người được mệnh danh là chủ tịch ngành giải trí, hầu hết thời gian, quản lý của Seo Ye-ji và Junho luôn đậu xe ngay cạnh nhau. Hai người họ bị phát hiện dành nhiều thời gian ở cùng nhau trên một chiếc xe giữa thời gian nghỉ ngơi, chờ cảnh quay tiếp theo. Nhân viên thỉnh thoảng nghe thấy Seo Ye-ji hét rất to, Lee Junho kể. Tuy nhiên, đây chỉ mới là tin đồn chưa được kiểm chứng, nhưng netizen vẫn vô cùng hoang mang. Hiện tại trên mạng có rất nhiều bài bóc phốt Seo Ye-ji, nhưng cũng có những nhân viên đứng ra làm chứng, nữ diễn viên là người rất thân thiện và tử tế. Hàng loạt những thông tin trái chiều khiến netizen lú lu, không biết đâu là sự thật. Về phía Kim Jung Hyun, bị khui lại scandal xa lánh Seo Hyun trên phim Trường Time năm 2018, sự nghiệp của Kim Jung Hyun có khả năng lâm vào ngõ cụt. Khán giả Hàn Quốc cũng như châu Á đều chỉ trích lối hành xử thiếu chuyên nghiệp, thậm chí thô lỗ của nam diễn viên. Khán giả phản ứng gay gắt bởi chưa từng có diễn viên nam nào, kể cả những tài tử hạng A, hạng S như Jung Woo Sung, Kim Soo Hyun, Biren để lộ lối hành xử như Kim Jung Hyun. Nam diễn viên hạ cánh nơi anh đã gây ra vụ scandal chưa từng có ở showbiz.